Lôi anh em, nay stream hơi muộn nhỉ? Nay anh em ổn không? Thì hôm nay tôi con game hơi chiến đấy, anh em chiến luôn nhỉ? Cho nóng. Streamer mà lại để chất lượng ánh sáng như thế này là hỏng rồi ông ạ. Nếu như chưa biết làm sao để có chất lượng của video tuyệt vời thì hãy xem tiếp video của Yêu Công Nghệ nhá. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Yêu Công Nghệ. Livestream bán hàng, chụp ảnh sản phẩm hay là hàng tá những phi vụ quay chụp khác thì đều yêu cầu một chất lượng ánh sáng siêu đỉnh. Và sau bao nhiêu đêm dùi mài nghiền ngẫm thì cuối cùng Yêu Công Nghệ cũng đã tìm ra một chiếc đèn LED gọi là chân ái. Đó chính là VGM K12 đến từ nhà Ulanzi. Không biết là trong sản phẩm này có gì mà lại đặc biệt đến như thế, vậy thì hãy cùng chúng mình khám phá nhé. Đầu tiên khi vừa mở ra thì mình cảm thấy nó được thiết kế cực kỳ là xịn sò đấy. Có một tấm xốp ở bên trên như thế này giúp đảm bảo sự an nguy cho tất cả những thiết bị và bộ phận của đèn bên trong. Và cấu tạo của đèn thì cũng tương đối là đơn giản. Đầu tiên nó sẽ gồm có một chân đế để bàn, có trang bị thêm kẹp chữ C ở đây. Và trên này thì có đầu bôn giúp cho chúng ta có thể xoay được 360 độ một cách vô cùng là linh hoạt đấy. Tiếp đến chính là một đoạn dây cáp Type-C như thế này. Một đầu thì là cáp Type-C và một đầu thì là cáp USB nha. Tiếp theo chính là một chiếc kẹp cao su như thế này đây. Và một điều cực kỳ đặc biệt ở sản phẩm này đó chính là nó còn được trang bị thêm một chiếc điều khiển từ xa như thế này đấy. Và có cả một tấm sticker có làm trầm nữa. Và cuối cùng chính là linh hồn của chiếc đèn, một bóng đèn LED như thế này đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem đặc điểm của các bộ phận chiếc đèn này nhá. Đầu tiên đó chính là bảng LED. Bảng LED của chúng ta thì khi mình vừa cầm lên cảm giác nhẹ thật đấy. Có kích thước là 12.2 inch. Và nó được làm hoàn toàn bằng chất liệu là như ABS. Chính vì vậy nên là khối lượng cực kỳ nhẹ, cảm giác nó như một chiếc iPad trên tay vậy. Và đặc biệt, theo như nhà sản xuất thì bên trong chiếc đèn này được cấu tạo với 192 bóng đèn LED lận. Chính vì vậy, chất lượng ánh sáng của nó thì đỉnh khỏi phải nói luôn. Ok. Chiếc đèn này thì có công suất là 10W. Và đặc biệt đó là chỉ số hòa màu CRI lên tới trên 90. Chỉ số này giúp cho các bạn điều gì? Đó là nó sẽ giúp cho các bạn tránh được cái tình trạng là bị lóa hay là ảnh hưởng đến mắt người khi mà trong quá trình sử dụng. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là ánh sáng này thì tương tự như là ánh sáng tự nhiên. Chính vì vậy ánh sáng được lên màu một cách chân thực nhất. Và ngoài ra thì có giải màu từ 2500 cho đến 9000 độ K, đem lại một chất lượng ánh sáng cực đỉnh. Và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh từ ánh sáng vàng, sáng trắng và ngược lại. Chiếc đèn này của chúng ta thì được cấp nguồn trực tiếp thông qua chiếc cáp Type-C này đây. Một đầu thì các bạn có thể gắn vào đèn thông qua cái đầu Type-C. Và một đầu thì là cổng USB. Chính vì vậy nên các bạn còn thậm chí có thể cắm nó vô chiếc sạc dự phòng để mang đi du lịch mọi nơi mà các bạn mong muốn rồi. Và bên cạnh đó thì có trang bị thêm một chiếc cổng hot shoe như thế này. Các bạn có thể gắn nó vào trên máy ảnh, trên tripod hoặc là bất cứ thiết bị nào mà các bạn mong muốn đấy. Tiếp đến chính là một chân đế để bàn như thế này. Chiếc chân đế này thì có cái kẹp chữ C ở bên dưới. Kẹp chữ C này thì giúp các bạn có thể kẹp vào những cái thiết bị như ví dụ như là bàn chẳng hạn, mà có cái độ dày từ 5cm đổ xuống. Và đặc biệt chính là cái này đây, chính là cái đầu gôm có thể xoay được 360 độ một cách vô cùng linh hoạt và trơn tru. Các bạn có thể dễ dàng là xoay trái, xoay phải, ngang, dọc theo ý mình mong muốn rồi. Và điều đặc biệt nhất ở chiếc đèn này là gì các bạn biết không? Đó chính là nó còn được trang bị thêm một chiếc điều khiển từ xa, một chiếc remote như thế này đây. Bên sau còn có một tấm sticker có 5 chân. Các bạn có thể dùng nó để gắn lên những thiết bị mà các bạn mong muốn, để tránh cái sự là quên khi mà với những người, đặc biệt là những người có não cá vàng như mình đấy. Trên đây thì có đầy đủ các cái nút để có thể điều chỉnh đèn một cách hiệu quả và trơn tru. Và các bạn hoàn toàn có thể điều khiển nó trong bàn kính lên tới 30m. Và thậm chí là các bạn có thể kết nối tìm với điện thoại thông qua Bluetooth để biến nó trở thành một chiếc remote để điều khiển điện thoại của các bạn mỗi khi các bạn muốn quay chụp. Còn bây giờ hãy cùng chúng mình set up một không gian quay chụp với chiếc đèn này và thử xem nó hoạt động như thế nào nhé. Đầu tiên mình sẽ kẹp chiếc chân đế này vào bàn. Chiếc chân đế này thì có chiều dài tối thiểu là 30cm và tối đa lên tới 80cm. Chính vì vậy các bạn hoàn toàn có thể kéo dài nó ra như thế này để chúng ta có thể dễ dàng thuận tiện trong quá trình chúng ta mong muốn sử dụng đấy.
đến thì mình sẽ gắn chiếc cao su này lên trên thân đèn. Tiếp theo chính là gắn bảng LED lên. Nhớ rằng hãy vít tất cả các cổng vít vào một cách cẩn thận để tránh tình trạng rơi hay là không được vững chãi nha. Tiếp đến, nhiệm vụ của chúng ta chỉ việc là cắm cái cổng IC này vào đèn và một cổng USB vào cục sạc hoặc là bất cứ thiết bị nào mà có cổng USB là sản phẩm này có thể sử dụng một cách trơn tru rồi. Và đây là khi mình đã bật đèn lên mà không có bất cứ thiết bị chiếu sáng nào ở bên cạnh, chỉ có một chiếc đèn đánh màu ở đằng sau mà thôi. Và bây giờ thì mình sẽ thử sử dụng chiếc remote này để điều khiển các thông số của đèn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ điều chỉnh một chút về cường độ ánh sáng. Và đây là cường độ ánh sáng bình thường, mình sẽ thử giảm đi xem thế nào nhé. Đây chính là mức cường độ thấp nhất và mình sẽ điều chỉnh lên đến 100 xem sao. Và đây chính là cường độ ánh sáng ở mức cao nhất đấy. Còn nếu như mà bây giờ các bạn hỏi mình là giải màu ra sao ư? Hãy cùng mình khám phá nhá. Tiếp đến là giải màu, mình sẽ thử chuyển nó sang màu trắng xem như thế nào. Đây là mức ở giải màu là 9000 độ K đấy, đem lại một cái ánh sáng trắng khá là mềm và dịu, và khi mình ngồi đây thì mình cũng không cảm thấy là nó bị chói mắt quá hay là ảnh hưởng đến mắt của mình đâu. Còn bây giờ hãy thử cùng mình cho xuống 2500 xem màu vàng sẽ như thế nào nhé. Rồi, đây chính là ánh sáng ở nhiệt độ màu là 2500. Quả là một thứ ánh sáng khá là mềm đúng không nào? Và đây chính là Vizim K12 đến từ nhà Ulanzi. Quá nhiều tính năng đặc biệt và nổi trội đúng không nào? Chắc hẳn từ bây giờ các anh em YouTuber, streamer hay là TikToker, hay là mỗi lần chúng ta livestream chẳng hạn thì đều không cần phải lo rằng là chất lượng ánh sáng bị lu mờ rồi đúng không? Bởi vì chiếc đèn này có thể đáp ứng được tất cả về chất lượng ánh sáng cho bạn rồi đúng không nào? Vậy thì còn chờ gì nữa mà không gọi ngay vào số hotline đang hiện trên màn hình hoặc truy cập vào trang web dưới phần link mô tả để chúng mình có thể giúp các bạn sở hữu ngay chiếc đèn tuyệt vời này nhé! Còn nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì hãy nhanh tay để lại xuống phần comment để chúng mình có thể biết và giải đáp kịp thời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Yêu Công Nghệ.